Ok, chào anh em nha, mình là Croybat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chơi cua đá của Rotor anh em ạ. Nếu anh em thấy hay cho mình một like, một share và đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. Ok, let's go anh ơi. Tìm có Buzzword Zero ra. Nhưng mà chơi đường kìa. Ui trời ơi, ba con tranh rừng anh em ạ. Tìm đánh chán thế. Con Gardevoir tranh rừng với con Zeraora nữa chứ. Tem đánh kiểu gì không hiểu nữa. Gardevoir ra ngoài farm cũng được mà. Hai ông tranh rừng cuối cùng, hai ông lên cấp 4, thoạt hết hai ông luôn anh em ạ. Ok, con cua thì hôm nay mình chơi hai món đa một món thủ nha anh em. Sao tìm mẹ không thấy ai vậy? Không thấy ai kìa, mình cứ farm trước đó anh em ạ. Ui dồi, vừa mới nhắc luôn. Vừa mới nhắc không có ai luôn, cái đồng đen luôn. Chơi luôn, chơi luôn. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đánh luôn, đánh luôn, bắt luôn, bắt luôn. Thấy đồng như thế mà mi thế mà không ném được cầu kìa, cay thế, 30 cầu full luôn ấy chứ. Lui đi, lui đi, lui đi. Thế mà không ném được giờ full cầu luôn, ăn hai mạng luôn anh em ạ. Ăn mạng khá nhiều. Đánh lên luôn anh em ơi. Ui trời ơi, không lên được cấp 6 kìa. Từ từ để mình lên cấp 6 á. Ok. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Nổ phép nữa. Hay rồi mấy nơi. Bắt, bắt, bắt luôn. Ok. Úi xồi, ném đi 30 cầu đấy. Ngon. Ép được một cầu rồi, tuyệt vời. Từ 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 từ, gửi dưới anh em ơi. Không biết tầm ai xuống dưới kìa. Ý da. Ý da, ý da. Đây này. Đây này, đây này. Úi xùi, úi xùi. Có cái địch mà ăn được mình. Sao mắc được mình. Nhưng mà rất tiếc đây, mẹ không chết được ai. Nhưng mà đam như thế rồi mà không ăn được ai thì hơi dở nhỉ. Nên chơi đằng boss đã. Con Glaceon mất nháo này. Con Glaceon mất nháo này. Ngồi chạy đâu, chạy 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 đâu mày ơi. Úi xồi ôi, đừng 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 đến ăn hai. Úi xồi, ông gieo ra đánh kém thế. Mấy gieo ra đánh mù mắt người xem thật sự anh em ạ. Người ta đánh nhau đi nhặt cầu, sợ thật sự. Lúc đánh nhau rồi đi nhặt cầu chứ. Nghe nhiều ra ơi, nhiều ra. Thế 1-1 đúng rồi. Đánh chén quả bà luôn. Từ mình không quay. Lướt vào, ôi trời ơi. Kêu lướt tầm xa mà chạy đến gần nó lướt rồi chứ. Thế mình cũng chịu rồi. Xong Gengar rồi. Xong Gengar rồi, xong Gengar rồi. Lướt hay đấy. Chạy đâu? Thôi mà đi ném cầu cho chắc cố bạn ơi. Sợ thế.
Sói, sói, sói thế, sói thế. Sói thế. Sói, sói, sói. Sói thế. Úi sói, úi sói. Thôi lượng về anh em ơi. Tìm mẹ ra đông quá. Tìm mẹ ra 5 người luôn anh em ạ. Ê, một trận hỗn chiến luôn với 5 người luôn. Sói thật sự. 5-4 rồi. Gieo ra ơi, gì đánh chán thế bạn. Ừ thôi chứ mình thấy gieo ra to rồi đấy. Hello my friend. Chào đối chú thức tí nào. Úi xồi ôi, đánh cái gì thế? Gieo ra có cũng như không anh em mà nó không biết đánh anh em ơi. Ngồi xong toan. Ấy nó toàn cắm đầu nó chạy thôi. Quyết xài kêu luôn. Nghe 4 đến 6 rồi. Lên mày ơi, lên mày ơi. Bơi, 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 bơi vào đây, bơi vào đây. Bơi vào đây, bơi vào đây. Bơi, bơi, bơi vào đây. Nghe ra luôn. Lướt ra đây. Mình lướt ra thiệt kìa. Tới đi con mũi em về đây, về đây hết máu rồi, hết máu rồi. Green Ninja thì mẹ đánh hay quá. Rồi tình hình thì dễ toàn thế. Tình hình này dễ toàn thế. Ôi. Ôi mẹ ơi. Tại ní con boss thì gặp ngay con Green Ninja. Ok hay quá. Trận này dễ toan thế nhờ. Bót 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 bạn ơi. Úi xùi. Úi 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 xùi. Cái gì thế? Lui đi lui đi lui. Nó có con bảo lui đi, nó có con kinh một ray nó đứng sau nó cứ suốt 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 mà sao mà đánh được. Ném 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 cầu ở chúng tôi. Ui, ui, ui. Khó thế mày anh. Khó thế, khó thế. Khó thế mày anh. Ui trời ơi, thế mà để tóc biến nó chạy được kìa. Cây thế. Bắt được heo gì thế. Từ 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 bót kia bót kia. Bót 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 kìa. Bót đây bót đây. Bót nhanh lên ơi. Green Ninja chết rồi. Là tìm mày không có đam đâu mày sợ. Tìm mày không có đam đâu. Tìm mày không có đam đâu. Chỉ cần ăn được Green Ninja là tìm mày không có đau đâu anh em ạ. Ok. Về thủ thôi, về thủ thôi. Mí khó rồi, về thủ thôi, về thủ thôi. Trụ ngồi không bay ra được nữa chứ. Anh em thử trụ ngồi cho mình coi. Để trụ trong cho mình thủ. Nấy gieo ra biết đánh rồi đây. Không có ngáo như hồi mới nãy nữa, hồi mới nãy ngáo quá. Cái đồ này lên trên kìa. Đúng rồi, ulti vào đầu nó. Ok, hay đấy. Mình không lên được anh em mà, tại mình lên thì cứ giữ không ai thủ ấy. Nên mình cứ đứng ở nhà mình thủ cứ giữ trước đó.
Thôi chừng nào trụ ngoài mắt thì trụ trong này nó mới ném được mà. Nên mình cứ ra giữa mình thủ thôi. Hết giờ rồi mọi người. Tuyệt vời. Mình phải đánh chắc cú một tí anh em. Tại team gặp Yora nó giờ đầu nó ngáo quá. Nó cứ chạy nhông 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 ấy. Người ta đánh nhậu rồi nó đang đánh đi nhà cầu anh em ạ. Sợ thực sự. Hy vọng là win. Ok, 3 like này, 4 like này. Ok, MVP luôn anh em ạ. 3 like ngay, mình ném 150 cầu thôi. Nhưng mà mình đi giết nhiều, chở nhiều quá. Mình đi ăn boss, đi gank rồi. Nên được MVP. Khá ngon. Ok, chào anh em nhé. Con cu 21 dam này thì dam cũng to đấy. Đánh cũng ok anh em ạ. Cũng là gì phết.